thì một người đàn ông ở Philippines cũng đang có nguy cơ phải ngồi tù tới 90 năm. Nguyên nhân là vì sự tắc trách của ông này đã khiến cho 30 chú chó bị chết ngạt. Được biết là người đàn ông trên đã cho 40 chú chó vào những chiếc lồng nhỏ và xếp chúng vào trong thùng xe tải lớn, không có lỗ thông gió với cửa thùng được đóng kín. Sau đó anh ta lái xe chở những chú chó này đến trung tâm thành phố để tham gia vào chương trình trình diễn chó do câu lạc bộ Bé Dê tổ chức. Tuy nhiên khi mở cửa thùng thì các chú chó đều ở trong tình trạng bất tỉnh vô thức. Dù được nỗ lực cứu chữa nhưng chỉ may mắn có vài con sống sót. Tổng cộng có 30 chú chó đã bỏ mạng vì bị nóng nực và thiếu khí oxy. Vào ngày hôm qua 12 tháng 12, một thượng nghị sĩ tại địa phương tuyên bố sẽ xử lý câu lạc bộ tổ chức cuộc trình diễn chó do thiếu sót trong khâu tổ chức và quản lý. Còn người chủ sở hữu những chú chó xấu số đã vi phạm đạo luật bảo vệ động vật và nếu bị kết tội, người này phải đối mặt với án tù tối đa là 90 năm, kèm theo đó là khoản tiền phạt tương đương với hơn 3,3 tỷ đồng.